để làm mẫu hả? Ừ. Còn cái này giây phút bóc phốt đồng súng ăn những cái mà hư nè quý vị ơi. Giải đeo bụng sao? Ngon quá. Bán ít ăn nhiều. Ngon. Rồi. Rồi có để lại cho vợ con ăn không, lỡ bán hết sao cha? Hồi chưa ngon. Nãy giờ trồng súng bán có 35.000, giá rẻ nên là người ta mua quá trời luôn. Ừ. Đúng không? Quá trời lắm. Nếu mình bán rẻ thì mình không có lời nhiều. Ừ. Mà được cái là bán số lượng đúng không? Đúng rồi. Còn một bao này, một bịch này với cái này nó là hết. Chạy chắc bán được 50kg rồi đó. Ừ. Tại cái đây để ngày mai ngày mốt nó cũng không hư, để được 3-4 ngày á. Dạ. Chôm chôm thì để nó héo, nó hao. Rồi. Bán cục đi quý vị ơi. Mấy giờ ta? Chị bán xà bắp ơi, qua đổi mang cục rồi chị bán xà bắp. Mấy giờ đi chảnh được rồi đó. 4 rưỡi. Đi đi. Giờ giọt lên chỗ công nhân bán hả? Chứ không lẽ giọt lên công ty. Cái rồi. Xe ra đi êm không chọn? Êm. Êm như gái 18 luôn hả? Cô chú anh chị ơi, ai đi ngang qua mua ủng hộ mang cục giùm cho trọng súng đi. Ngày hôm nay 120kg. Phải bán cho hết. Cái quần mà mày không giặt thì sao mà nó đen thui vậy trọng? Nè. Trời đó, ơi. Có giặt mà. Ê, nhưng mà làm thợ rèn vậy đó. Ở vô sống lâu hả? Vợ giặt rồi. Ngày nào cũng giặt chứ mà. Vợ mày giặt có giặt xà bông không vậy? Trọng trọng bánh bao kìa trọng. Có bánh bò không chú? Bánh bò đây. Bánh bao chỉ đây. Mang cục đây. 35.000 quẹo lửa. Nãy giờ nó bán 35.000 như nó bán 40 hồi nào. 35. Thấy không? 40 mắc lắm. Thiệt 40 chị bán em còn không mua nữa. Mà ra ngoài thị trường người ta bán 50 kìa. Cái đó là mấy chỗ ấy còn mình không bán, mình bán giá thấp quá cũng không được đâu. Bạn hàng sẽ xử đẹp mày đó. Đúng rồi đó. Thiệt. Ví dụ chỗ đó mình bán cho bà con gần chỗ mình ở thì được. Đúng rồi. Mình bán đây là gần mình bán cái đây kia bán 35.000 người ta nói á. Tại ngoài tôi hay mua là 50.000 đó. Rồi vậy. Thì bán 40. Rồi bây giờ mình ra khu công nghiệp Bonche mình bán 40 ha. Rồi rồi. Tại vì ở chỗ ra lửa bán 35.000 rồi. Ai hỏi nói anh Bình Định giới thiệu. Ý. Gì vậy? Ai rớt tiền hả? Không phải. Thằng đó ai rớt tiền là mắt nó sáng lắm. Mày lụm tiền được người ta là niềm vui của mày, nhưng nỗi buồn người khác mà sao mắt sáng vậy? Bỏ mày lụm 2 triệu luôn. Nhưng mà cái đó không 2 triệu đâu, nha. Có 10 ngàn à. 2 triệu ở dưới quê á. Vậy hả? Ừ. Nhưng mà lụm mấy cái đó không bè đâu nha trọng ơi. Mà lụm nhiều mà mang nghiệp chứ được gì, tao đi đi. Rồi. Bye bye. Đi đâu? Đi thẳng ra chứ mà đi quẹo vô đó làm gì nữa. Hôm nay xe nào quý vị. Trọng ơi, mang cục đi quý vị ơi. 35.000 ký quá. Còn bánh bèo nữa quý vị. Trời đủ rồi cô ơi. Cô lấy thêm 15 ký nữa. Hai bịch thôi. Và đây một bịch 175 bịch. Dạ. Cô mua 4 bịch luôn này nè quý vị ơi. 175 nhân 3. Vậy cho 200 600 trừ cho 75 là 525.000. 525. Đúng rồi. Tại 600 trừ là 75.000. Đó, tính nhanh không? Đúng rồi đó. Mà đầu tư cái máy tính thì. Dạ. Hai cầm cái computer đó để bên
buôn bán là phải tính toán nhanh. Dạ. Nên trồng trúng bánh lớn rồi. Cô nãy giờ mua. Cô này chắc mua cho người thân dưới ăn nè. Cô bự xích dưới. Đây con đổ thêm này nghe cho mấy con lựa. Cô mua tới 25 kg rồi. Đó, chị đi mua 5 kg rồi. Cô ơi cô. Đây cô. Cô. Cô mới nè cô. Ê, gói chứ. Xả hàng mới luôn. Bây giờ đâu về nhà kịp. Mà để ra tao bán cho. Mà về mà lấy đi sao không kịp. Hàng đó là hàng tự nhà vườn. Cái cô khán giả của kênh Bình Định Giáo Yêu á, liên hệ với Bình Định, nói trọng đặt hàng bên đây, giá tận gốc luôn. Đầu giờ buồn lắm mà giờ bán thấy vui không? Dạ, thấy vui. Yếu yếu mình ai sao không ai mua chôm chôm hết trơn vậy? Chôm chôm này nè, hồi anh Bình Định đến mua ủng hộ. Công nhận là trái to hả chị ha? Với lại là tươi đúng không? Trái to mà tươi. Mới hái luôn á chị. Kinh nghiệm của con mua trái nhẫn dây này nó sẽ ngon hơn. Hơn trái to á. Điều này chị. Phải không? Phải. Nãy giờ tao ăn 3 kg rồi mà. Trời ơi. Anh gì ghê vậy? Tại cô đã cho 3 kg, cho 5 kg. Dễ ha, mà bóp phát hiện rồi. Vậy là bóp nó đều quá trang. Bóp đều quá là có lượng những trái to ngon không? Chị này có 2-3 kg á. Hơn 2 kg, 3 kg. 3 kg mấy? 3 kg luôn. Thả cái tay ra. Chưa được 3 kg rưỡi. Chị lấy 4 kg luôn đi chị. Rẻ mà chị, cơ hội đó. Có ngày mua đi chị. Bán giá 35. Ngày mai lên 40. Cho nên hôm nay mua tranh thủ chị. Ngày mai là lên giá đấy chị. Chạy hồi ấy về chạy kêu vợ tôi lấy gì mà 2 bọc đó luôn. Tôi giả không? Chạy về lấy 2-3 bao. Dạ, cảm ơn chị nha. Dạ, bán một chỗ luôn. Mang thai cái gian anh ngưng quay cái có gì em cầm quay giùm anh. Bán hết đi rồi đi lấy. Dạ. Cảm ơn cô đã cứu vớt cuộc đời của Trọng Sùng. Cứu vớt cuộc đời luôn. Cô vớt mấy đứa nhỏ cô ơi. Ở nhà con một bầy đi. Dạ, 5 đứa. Dạ. Con 32 tuổi. Chưa cô ơi. Con mua đây Tết á tặng lịch nha cô. Chắc bán được lên tới Tết luôn hả? Nụ cười rất chi là. Ba này cô mua tới 5 bịch lận quý vị ơi, nãy 1 bịch rồi giờ 4 bịch nữa nè. Ôi, cô. 700 ngàn đúng rồi, 35 ngàn, 20 kg là 700. 700. Dạ. Buôn bán phải lanh tay lẹ chân đủ tính rồi, tốn phải nhanh chứ. Hơi 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 không sao đâu. Rồi. Cô ơi, cô lấy hàng xấu đi cô. Đem bọc lên máy xe cho chú à. Cô kêu hết thường của cô đang ở mua đi. Trời ơi, cảm ơn cô nha cô nha. Dạ, con cảm ơn cô. Ngon lắm. Quá ngon. Nãy mua rồi, giờ dầm lại mua. À cô mua rồi đúng không? À, ngon. 35 ngàn ký chị ơi. À ngon lắm. À có cô vừa mua vừa xong, bây giờ cô ra cô mua tiếp tục. Mua đi cô ơi. Mua đi cô, ngày có ngày một á cô. Nam bán đi Nam. À, mai là 40 ngàn á. Mai bán mai nghỉ mốt nghỉ được không? Cho cô này ký nữa nè, đó đổ được cho cô đây. Lỡ mua nhiều đi cô ơi, tại vì ngày mai là giảm sẽ cao. Khả nghiên cho cô đi, cô lựa dùm cho cô này ký nè. Lấy cái nào mềm mềm á, đừng lấy cứng quá đó. Không thấy đâu. Thời gian đi về nhà lấy măng cụt thì không lấy thêm. Nó cái nhỏ nhỏ này nó mềm mềm nè. Mềm á, mới đủ chưa, đủ chưa? Má ơi, mới lên dữ gì? Má ơi, thêm vô cho tàn cái đi má ơi. Ủa mấy cái cô rất là tiền ơi, 35 ngàn. Cô mua thêm 1 kg. Theo giùm nhỏ ơi. Cô mua 1 kg, cô ăn hết thằng nữa. Con cô ha, mà dẻ ha. Cô ăn ngon coi chú ơi. Cô bán cho cô vừa mua được 1 kg.
cô ăn nữa, được nữa. Cô đang kia cô. Dạ. Mua được luôn đó cả nhà. Có nghĩa là rất là bình dân. Có nghĩa là rất cần không? Rồi, con cảm ơn cô. Chứ ngoài chợ mình mua đó 40-50 ngàn thế rồi. Dạ. 35 ngàn, không có nơi nào bán 35 ngàn ngon như thế này. Đây nhà lắm. Cái này ở Long Khánh gửi lên luôn á. Nên là mua rẻ nên bán rẻ. Đúng rồi. Ở đây là mua tặng vườn nha cô, cho nên giá nó rẻ. Rồi cảm ơn cô nha. Dạ con cảm ơn. Cảm ơn cô nha. Dạ. Giới thiệu bà con bạn bè ra mạo hết đi cô ơi. Ồ, đổ ra nữa hả? Nãy giờ bán hơi bộn á, bán được 70 kg chưa ta? Đang ngon đúng không? Đi từ xa. Rồi kia công an lấy dưới. Ở đây mình bán là có lý luôn á. Tại vì biết sao không? Do mang cục là dễ ăn. Nên là người ta mua nhiều. Trời ơi. Mà lựa tao 2 kg đi. Ok anh. Lấy cái gì không có mua à? Mình lấy lựa cho anh Bình Định lựa mấy trái sừng sượng thôi. Dạ. Cái cửa ra nè. Dạ. Bớt mà lựa cho tao thấy nó hả? Ôi hôm nay chậm mà nhỏ nhỏ. Nhưng mà lựa dạ. Mà bóp ở đây nè. Chậm ơi hôm nay tiệm của anh hot boy bán hàng hả? Quá trời anh hot boy Canada luôn. Hot boy Canada hả? Hot boy Canada. Đây là hot boy Canada là bị tai biến á mày. Thôi không em kích nghĩ giọng đâu. Thôi kìa. Hồi nãy giờ tôi đợi cái nào mà hư đó tôi ấy mà. Đợi cho bán cho. Đồ có. Cứ ăn á. Bây giờ thử cho tôi một cái coi. Thử hả? Mới đừng ăn nữa. Nè cái này bị dập rồi. Dập chứ thì mua phải biết được cái này cái kia thôi. Đừng lựa cái đen quá. Anh trai ơi, anh trai đen gì vậy? Hot boy đẹp trai quá. Ừ, nó lăn cái nãy còn nguyên luôn kìa. Lăn than Kiên Giang, đây là anh em kết nghĩa. Trọng tụng. Để coi chửi tôi cái gì? Cà da thấy vô đăng ký. Con cô bác ơi, mang cục quẹo lượng. Mang cục quẹo lượng rồi. Một ký. Nãy giờ bán được quá vui không anh yêu? Quá vui. Sao đầu buổi buồn rầu lắm mới sợ bán được dạ. Mà cô ơi mang cục cô ơi. Thôi mang cục dễ ăn nên là người rồi, ta mua nhiều. Treo lên xe anh đi. Rồi hết nợ nha trọng. Dạ. Này là mẫu trái nữa nè. Nãy cái trái xấu quá tính là mẫu. Vậy cho thằng đó lựa lại nè. Cái bịch này nó nặng hơn cái bịch này á. Để mà ăn gian hả? Rồi đây là mẫu rồi đó. Tôi múc cái lựa cho em rồi, nó bự hết ta. Nãy giờ bán được 40 kg không ta? Chắc hơn à. Ê đủ đủ đủ. Gì vậy? Mà ăn luôn đi. Cái này nó để lâu hồi nó ấy nè. Và bây giờ tới điểm tập kết bán cho công nhân rồi quý vị ơi. Né ra 180 độ về phía bắc vô qua khu vực này là bán 40 nha. Rồi bán 50. Một số khán giả bình luận người ta mua 50-60 mà bán 35 ngàn là không có được. Rồi bán phải giá. Bán như đây như bán rửa tiền hả cha? 5 ngàn vô lại có nhà người ta nè chồng ơi. Vô lại đi chút nè. Chạy vô lại xíu nào. Bán gì lấn chiếm lòng lề đường quý vị. Chạy chú. Sao lùi? Vô số lùi. Dễ lùi quá trời ha. Kéo cũng được vậy. Chú đi rồi nè. Nè tôi chỉ cho nè, vô. Rồi. Không có được. Tới thì được. Không được. Móc qua luôn, móc vào luôn. Móc xe lên tí. Hai người thì đeo dính chuột đây, dính từng các loại chuột. Mày cũng vậy, quay lại cũng như cũ á, mà qua mày cua gì đó mà kỳ cục vậy cái nẻo. Mày phải ôm cua xe chứ. Cũng như không. Để lui lại đi. Để lui lại nhà người ta đó. Bà con ơi. Có cái chiếc không? Yên tâm vụ đó đi, có nè. Giờ bán 40 nha. Đâu có đâu chơi luôn. Nhan bán cái này canh đô thị nha. Đô thị tới kìa. Ô, có chuẩn bị bút lông luôn. Có bút lông luôn. Và bây giờ trầm súng ghi bản giá tiền nha quý vị. Giờ bán 60 ngàn ký. Đâu ghi sao đâu. Nó bán như chứng khoán vậy đó. Bao nhiêu anh trọng?
tự nhiên 40k ghi trên mang cục rồi dưới 40.000 chứ. Người ta ghi là 20.000 thôi, nhưng mà dưới là 1/2. Người ta ghi vậy. Cục gì mà? Cái gì này là mắng cục á, mắng tục lại. Trời mà học lớp mấy? Phải. Cục là chữ T mà chữ C đâu. Chứ mắng đâu. Cộng học lớp 7 cho nên thông cảm cho quý vị. Trời ơi, lớp 7 lớp 1 là giỏi rồi. Mang có R, mang cục có R. Ừ. T phải không? Ừ, T, mang có chữ G nữa. Vậy. Ủa sao giờ tăng lên 40 luôn? Nó học mạo giáo mà. Cũng mang cục là chữ C mà thôi. Người ta nói mua 60 mà Trọng bán 35.000 không được. Khán giả bình luận nói là bán kỳ vậy. Mang cục bình thường là 40.000 đó chứ. Tại nên Trọng bán phá giá rồi ta. Trọng nói là bán hàng xóm nó dẹp một xíu nên bán 35.000. Ba ở xóm, bán ba ở xóm mấy cái đó rồi. Cái giá có tăng lên, tăng lên như giống như là tiếng khó nha. Để liên tục ở tùy hoàn cảnh thôi. Tùy hoàn cảnh đưa giá. Tùy hứng. Giờ công nhân chưa ra hả ta? Anh đứng ngoài đây nè. Đứng qua bên đây nè. Để cho người ta thấy với toàn thấy anh em không à. Quá đông rồi. Giờ chôm chôm nãy giờ chưa được lạng nào hả? Chưa. Chôm chôm có anh Tiến luôn bảo kê rồi khỏi lo. Đây 40.000 1 kg nè. Chôm chôm ngọt lắm nha. Anh bình định, anh làm gì cái tay anh thật vô vậy anh bình định. Anh thử hả? Ăn thử mình định. Nó còn ngon. Mà bán một cục đây chôm, bán một cục đây còn chôm là ấy là tối chiều tối mua cho. Bán là chôm. Chỗ đó bán đắt quá ha. Mai mai mình ngồi lại nữa. Xíu nữa bán này xong. Mai là lấy về chưa đẩy ra đó đẩy ra được rồi ha. Giả là giờ chỗ đó là luôn luôn bán rẻ hơn 5.000 so với chỗ đây nha. Người bắt cái người rung đùi. Anh Trọng. Có khán giả rồi. Trọng ơi. Uống cà phê. Rung đùi rung đùi. Ngày mai là trưa mình lấy xong là mình đem mình để luôn. Sao? Vậy là công nhân chưa về xe đậu chùm mền thì sao? Đó. 5 giờ công nhân mới ra. Kinh nghiệm quá. Dạ. Trọng bây giờ có kinh nghiệm đó nhìn công nhân lái xe thì biết công nhân chưa ra. Trọng anh thử hả Trọng? Để anh thử. Đi cho ăn nữa. Đâu có ăn đâu. Không. Chơi có ăn. Bữa giờ nó ăn rồi mặt nó lên mụn kìa. Nó lên mụn Trọng. Cái chỗ ngày hôm qua mọi người bán chỗ ngay chỗ bán qua. Bỏ cái mũ ra Trọng ơi, nhìn nó xấu à. Cho mũ lên. Dạ giờ này công nhân cũng chưa ra nha quý chị. Công hình như 4:30 nó mới ra, 4:30 5 giờ vậy. 5 giờ mới ra. Ê ê ê. Cái nhà mai mốt anh bán cái kia đâu khoảng 5 giờ kém, 4:30 kém ra đây. Cứ ra là để. Mày bệnh gì mà mày thấy mũi hoài vậy Trọng? Trời ơi. 40k, ngon lắm.